các nhà khoa học nghiên cứu dùng chạng dạng và cư dân của nó như thế nào. Các nhà khoa học sử dụng nhiều phương pháp và công nghệ khác nhau để nghiên cứu dùng chạng dạng và cư dân ở đó. Những kỹ thuật này đã phát triển theo thời gian, cho phép các nhà nghiên cứu khám phá khu vực khó nắm bắt này của đại dương. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu dùng chạng dạng. Lấy mẫu, các nhà khoa học thu thập các mẫu nước, trầm tích và sinh vật từ vùng hoàng hôn để kiểm tra các tính chất vật lý và hóa học của chúng cũng như sự hiện diện của các loài khác nhau. Việc lấy mẫu có thể được thực hiện bằng nhiều công cụ khác nhau như lưới, lưới kéo, lõi trầm tích và dụng cụ lấy mẫu nước. Khảo sát âm thanh, các kỹ thuật âm thanh, chẳng hạn như máy đo tiếng vang và hệ thống siêu âm, được sử dụng để ước tính sự phong phú và phân bố của các sinh vật trong vùng chạng dạng. Những thiết bị này phát ra sóng âm thanh dội vào các vật thể trong nước, cho phép các nhà khoa học phát hiện và lập bản đồ sự phân bố theo chiều dọc của sinh vật biển. Phương tiện điều khiển từ xa, ROV, và phương tiện tự động dưới nước, AUV, ROV và AUV được trang bị camera, cảm biến và thiết bị lấy mẫu được triển khai để khám phá vùng chạng dạng. Những phương tiện không người lái này có thể điều hướng ở nhiều độ sâu khác nhau, thu thập hình ảnh có độ phân giải cao và ghi lại dữ liệu môi trường. Chúng cung cấp phương tiện để nghiên cứu môi trường sống, hành vi và đa dạng sinh học của các sinh vật ở vùng chạng dạng. Tàu lặn dưới biển sâu, tàu lặn có người lái hoặc vận hành từ xa mang đến cơ hội duy nhất cho các nhà khoa học quan sát trực tiếp và thu thập mẫu từ vùng chạng dạng. Những phương tiện dưới biển sâu này có thể chịu được áp suất cao của đại dương sâu và cho phép các nhà nghiên cứu khám phá và ghi lại khu vực một cách chi tiết. DNA môi trường, ETNA, lấy mẫu ETNA bao gồm việc lọc các mẫu nước để thu thập các đoạn DNA do sinh vật thải ra. Những mảnh vỡ này có thể cung cấp thông tin về sự hiện diện và sự đa dạng của các loài trong vùng chạng dạng. Bằng cách phân tích DNA, các nhà khoa học có thể xác định được các sinh vật mà không cần bắt giữ chúng. Ghi nhật ký sinh học. Ghi nhật ký sinh học liên quan đến việc gắn thẻ điện tử hoặc cảm biến vào sinh vật biển để theo dõi chuyển động, hành vi và tương tác môi trường của chúng. Bằng cách triển khai các thiết bị ghi nhật ký sinh học trên các sinh vật ở vùng hoàng hôn, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về sự di cư theo chiều dọc, mô hình kiếm ăn và phản ứng của chúng trước những thay đổi môi trường. Diễn thám vệ tinh, các thiết bị dựa trên vệ tinh có thể cung cấp thông tin có giá trị về các đặc điểm vật lý của bề mặt đại dương, chẳng hạn như nhiệt độ mặt nước biển, nồng độ chất diệp lục và dòng hải lưu. Những dữ liệu này giúp các nhà khoa học hiểu được động lực và các quá trình ở quy mô rộng hơn ảnh hưởng đến vùng chạng dạng. Phân tích di truyền, kỹ thuật giải trình tự DNA và phân tích di truyền cho phép các nhà khoa học xác định và phân loại các sinh vật trong vùng chạng dạng. Bằng cách kiểm tra vật liệu di truyền được chiết xuất từ các mẫu, các nhà nghiên cứu có thể xác định mối quan hệ tiến hóa giữa các loài và phát hiện ra những loài mới mà khoa học chưa biết đến trước đây. Những phương pháp và công nghệ này thường được sử dụng kết hợp để nghiên cứu toàn diện vùng chạng dạng và cư dân của nó. Bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận đa ngành, các nhà khoa học mong muốn làm sáng tỏ những bí ẩn của khu vực đại dương hấp dẫn và tương đối chưa được khám phá này.